Xin chào các bác, các bạn cùng toàn thể anh em nuôi ong. Thì nay là ngày 12 tháng 7 âm lịch. Nói về cái con ong nội thì nay tôi sẽ nói về cái tổng quát. Thì nuôi ong nó theo từng vùng miền. Như chẳng hạn như nếu ở biển hiện tại như bây giờ thì cái phấn của cái cây bần mật, cái bần nhé, vừa có mật vừa có phấn, hiện nay ong phát triển rất đẹp. Và những cái vùng ở biển cây phấn cây bần thì đang tạo ong đực, xây ong đực vít nắp rồi nhá, và xây cầu. Một số người đã cho xây cầu ong là đẹp. Cái thứ hai nữa là ong ở vùng đồng bằng, nếu mà cái chỗ nào mà chúng ta để thưa ra mà cho ăn no vít nắp là đàn ong rất đẹp, rộng đẹp. Còn nói về cái đặc thù ong ở miền núi, ong ở miền núi thì như mạn Mộc Châu hay là mạn Quảng Bạ Hà Giang ấy, thì là tương đối là ong đẹp, chỉ có nguồn đấy là ong đẹp, đẹp nhộng thẳng và đẹp như tháng về vụ vả nhãn. Đấy là những cái vùng đấy là vùng đặc biệt. Thế thì đặc biệt cái vùng Quảng Bạ đấy, mà một số anh em Kim Quang chuyển lên mạng Quảng Bạ cách biên giới Trung Quốc chỉ khoảng 15 hay là 20 cây thôi. Thì ở đấy thì chủ yếu giờ là nó, thời tiết nó lạnh thì lại phấn cúc rất nhiều, vừa có phấn vừa có mật. Thì anh em dưỡng ong ở đấy thì giờ nó lên rất đẹp. Thế còn ở những khu miền núi mà chúng ta phải chú ý này, nếu mà khu nào mà có nguồn mật cây keo nhá, thì ong suy giảm một cách nghiêm trọng. Thế thì năm nay nói về cái thời tiết ở cái khu miền Bắc, kể cả từ Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa mà giật ra đến ngoài khu ngoài Bắc này, nếu mà ong ở đặt ở vùng cây keo là rất nghiêm trọng. Thì năm nay do cái thời tiết là nó mưa nhiều, độ ẩm cao và nguồn phấn là hơi kém, thì ong hầu hết, tôi đã theo dõi một số các bác ở trong Nghệ An này hay là Hà Tĩnh này, một số bác Thanh Hóa đã điện và tôi cũng gọi điện tôi hỏi thăm, thì hầu hết là ong bị bệnh tuổi nhỏ và tuổi lớn. Thế thì trong cái đợt vừa rồi đấy thì ong hiện nay là nằm ở khu vực miền núi nhé, nhất là khu vực Quảng Ninh. Nếu mà ở cái vùng keo thì thực sự ra là như hôm ấy là tôi tối hôm trưa tôi đưa ong về, khi xếp hết lên trên xe là bắt đầu là nó phất mưa, đi 30 cây số là mưa tầm mưa tã. Nói chung là đến cầu Đá Bạc, gọi là bên kia Uông Bí, bên đây hay Thủy Nguyên, Hải Phòng đấy, thì là mới ngớt mưa. Thế mà đi về đến có khoảng tầm 20 cây nữa thì lại đất đường khô hoang. Thế thì ở miền núi nơi nào mà mưa nhiều trong cái đợt vừa rồi đấy, thì khu vực đó là đàn ong là phá bệnh rất mạnh, bệnh là bệnh tuổi nhỏ là nhiều và bệnh tuổi lớn. Nếu mà chúng ta mà không phòng tốt là đàn ong sẽ cất cánh bốc bay. Bo phấn là thứ nhất, là bo phấn là nó không ăn là một. Cái thứ hai là nhấc cầu ong lên là chúng ta cứ thấy nhộng vít nắp lỗ chỗ.
có trứng nhưng mà không có trùng. Đấy là đối với những cái đàn đông. Đàn đông thì có trứng nhưng mà không có thấy ấu trùng từ 2 đến 5 ngày tuổi, nhộng vít lỗ chỗ, đấy là đàn bệnh. Thì đàn ong đông thì nó dọn nhanh hơn, còn đàn ong mà yếu thiếu quân ấy thì nó sẽ thối nhét ra. Thế thì năm nay là thời tiết hơi khắc nghiệt, mà chúng ta mà dùng thuốc thì dùng thuốc là phải thuốc nặng, dùng nặng nha. Còn mà đã dùng thuốc mà nhẹ là không thể khỏi được. Cái đàn ong bo phấn thường thường là chê phấn này. Đấy. Những cái đàn chê phấn này là thối nhét. Thế thì chúng ta là một là chúng ta sẽ tạo bắt ông chúa tạo đàn ong búp bay, xong chúng ta để sau 24 giờ, ví dụ ngày nay ta làm thì đến chiều tối mai lúc 4 giờ chúng ta chuẩn bị thùng và một cái cầu mới, cầu cái đàn nào không bệnh đấy rồi chúng ta cho vào những cái thùng đấy, thì chúng ta tốt nhất mà phơi được nắng là tốt nhất đấy. Trong vòng tầm 5 6 giờ chiều chúng ta hãng đổ ong vào, xong là đổ ong vào rồi là chúng ta sẽ để 2 3 ngày mà nó thiếu mật chúng ta cho ăn thêm, rồi chúng ta hãng từ từ thả xuống. Đấy là biện pháp nhanh nhất. Cái thứ hai chúng ta phải rốt ong chúa vào, chúng ta phun kết hợp với nút cầu. Nút cầu nhốt ong chúa nhé, xong là chúng ta rút cho nó dày cầu lên, là chúng ta phun thuốc phun mạnh vào để cho nó dọn hết. 5 đến 7 ngày chúng ta từ từ chúng ta thả ong chúa ra, từ từ đàn ong nó phục hồi lại. Đấy là ong, những đàn ong bệnh. Chứ còn nói về nuôi ong mà chúng ta đã biết tạo chúa này, mà đã biết chia đàn rồi, thì khi mà chúng ta có độ khoảng tầm 10 đàn hay là 20 đàn mà nó bay cỡ khoảng tầm vài đàn thì chúng ta cũng không biết làm gì, vì chúng ta đến cái thời gian mà ong nó phát triển thì nó phải tầm 20 đến 30 ngày nữa thì ong mới phát triển được. Thì lúc đấy thì chúng ta chia ong rồi chúng ta chăm sóc thì nhân đàn nó cũng dễ. Đấy. Nên vì chúng ta cũng chớ vội, là đừng có lo nghĩ, khi mà đã biết tạo chúa, tạo ong chúa và đã biết chia đàn, thì như bây giờ chúng ta ví dụ những cái đàn nào mà nó bốc bay hay là những cái đàn bị bệnh mà nó xuống quá quân quá chúng ta nhập vào thì cũng không lấy gì làm đáng ngại. Đấy. Khi chúng ta đã biết tạo chúa nhân đàn, thế thì cái thời gian vừa rồi ấy thì do mưa nhiều, độ ẩm cao, đấy, nguồn thức ăn kém, và hiện tượng là chúng ta những người mới nuôi đa số là tham cầu, gây đến tình trạng những cái cục bộ là chúng ta không phản ứng kịp. Đấy, là đàn ong sẽ bị sập sập quân. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi đấy thì trên mạng YouTube hay là mạng Facebook thì tôi rút cầu, thì đến bây giờ thì hầu hết là đều phải rút cầu. Thì chúng ta, tôi cũng đã chia sẻ ngay từ lúc đầu vụ rồi, khi không quay mật nữa là đàn phải mạnh tay, nuôi ong phải mạnh tay, thì chúng ta là phải mạnh từ cái đàn 5 cầu, cái khả năng là giật đi 3 cầu cho về thế hai. Mà cái điều này là đã chứng minh như cái kênh của bác Văn Hội ở Phúc Thọ đấy, tôi đã phân tích rồi, nếu mà giật về 2 cầu thì đàn ong phát triển rất tốt, nhộng rất đẹp, nhưng mà không rút cầu thì cái đàn 4 cầu đấy là vẫn tiếp tục phải rút đi 2, để 2 cầu giờ để 2 thì coi như là đã mất một lớp nhộng,
mất một lớp nữa. Thế thì nuôi ong người ta xác định đã cái thời kỳ này là ong vượt hè là người ta chỉ để hai, trong cái thời gian này là chúng ta giữ làm sao cho đàn ong ổn định, là thiếu mật thì cho ăn mật thêm và thiếu phấn thì phải bó phấn tùy từng vùng. Mà đặc biệt hai cái vấn đề chính là mật và phấn thiếu là phải bổ sung ngay. Đấy. Và không được lấy cầu nhộng của đàn nọ mà viện cho đàn kia, vì trong cái thời gian này là đàn ông cần là ổn định nhất, là không được động chạm đến nó. Thế còn ong rừng thì giờ chúng ta chống rễ rồi, chúng ta mua cái lưới mắt quái đấy về chúng ta cứ căng ra bắt cái con cá vô vi thì nó dễ kiếm, chúng ta nặng ra làm đôi để ở cái cửa đấy. Nó khẳng là ong, cái loại ong bò với ong rừng dạng ăn tạp chứ không phải ong mật, là cứ chui vào đấy, chui vào cái giống ngu lại chui vào lại không biết lối ra mà cứ ở trong này chết thôi, không vì gì chúng ta sợ ong rừng nữa. Thế thì biện pháp chống ong rừng là kết quả là chúng ta chống được rồi. Đấy, còn cái biện pháp là chúng ta cứ để nguyên đàn ong đấy, không lấy cầu nhộng của đàn nọ viện sang đàn kia, thì cái đàn nào mà chúng ta thấy mà nó bị bệnh thì tốt nhất là tôi đã chia sẻ rồi, chúng ta bắt ong chúa vào lồng, cho trong cái mũ, giải một miếng bạt ra trước cửa hòm đấy, chúng ta đổ hết ong xuống đấy, thì ong non ong rồi nó bò lên theo cái cột đấy vào mũ, chúng ta nhốt ngày nay ngày nay ngày mai đấy, cho vào cái thùng mới, kiếm một cái cầu nữa, cầu mới nữa, rồi chúng ta tầm 5-6 giờ chúng ta đổ vào thì chúng ta sẽ để cho đàn ong thật yên tĩnh, 2-3 ngày sau chúng ta thả ong chúa. Còn là trường hợp mà đàn nào mà bị bệnh mà chúng ta không làm thế thì chúng ta sẽ bắt ong chúa nhốt lại và rút bội cầu, xong là phun thuốc vào trên bánh tổ để cho con ong dày quân lên, nó sẽ dọn sạch, và tầm 4-5 ngày thì chúng ta thả ong chúa. Thì ong chúa trong thời gian nhốt ong chúa đấy thì đàn ong nó không, nó giãn ra không còn ấu trùng nữa, thế lực lượng ong quân đông thì nó dọn từ từ nó sẽ khỏi. Thì trong cái thời gian nhất là nằm ở trên vùng keo, để chúng ta đặc biệt chú ý về hai cái vấn đề. Nuôi ong thì nó tùy từng vùng miền, nếu mà ở đâu mà phấn lúa mà có thì chúng ta cũng phải chuẩn bị là phải kiểm tra đàn ong. Khi phấn lúa chỗ mà ong nó phải lấy phấn về tổ nhé, thì chúng ta kiểm tra đàn ong này, sửa bánh tổ này, thiếu quân thì chúng ta cũng phải rút cầu tiếp và phải cho ăn căng, cho ăn mà cho ăn nít lắm và cho ăn kích thích để ong hồi phục trở lại. Nuôi ong là đã gọi là nuôi thì phải bỏ ăn, đừng có nghĩ là còn chúng tôi nhé, mật keo bây giờ thực sự ra là chỉ có 12.000 một cân, nhưng mà làng ong ở dưới đồng bằng này nếu mà hệ chuyên nghiệp không ai người ta mua mật keo về cho ong ăn thay hưởng cả, đường ăn vẫn cứ là tốt hơn mật keo, và nhiều người đã thử cho ăn bằng mật keo nhưng mà chốc nữa là trả một cái giá hơi đắt. Để chúng ta chú ý như thế, nếu mà có mật keo thì chúng ta là phải pha thêm gọi là nửa đường nửa mật keo thì mới được. Thì chia sẻ nhanh thì tình trạng là ong ở miền Bắc là đang nguy cấp, ở vùng keo là nguy cấp xuống dốc không khoanh, để chúng ta cực kỳ chú ý về cái vấn đề phòng bệnh cho tốt và chữa bệnh cho tốt. Đấy. Và rút cầu triệt để, từ từ đàn ong nó sẽ hồi trở lại. Bệnh ở trên miền núi năm nay là bệnh sớm hơn mọi năm, và kháng sinh thì chúng ta phải dùng kháng sinh cái loại mạnh,
để cho đàn ông nó hồi lại nhanh hơn. Video đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bác, các bạn và anh em. Nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, tạm biệt những video tiếp theo.